nhưng lâu lắm rồi anh ít khi về đó, toàn ở Sài Gòn. Học đi qua lâu lắm, học đến phở người. Ý anh ơi, sống đã bắt vô làm ướt hết chân em rồi nè. Sống này kỳ thật, sống cứ giỏi tật, ăn hiếp của mình em, thôi đừng xác định nè. Thôi đi ông Tư, lợi dụng vừa vừa, nói sống ăn hiếp đặng xin lại gần. Muốn gì nữa đây, chưa có được đâu à nha. Ngồi xa xa ra đi, mà thôi để em về sửa soạn, ngày mai đi học bài vở đề thi.